Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Baker. Gần Tết rồi anh em ai cũng nô nức đón Tết. Rồi hôm nay mình có hai con đúng trùng hợp luôn nha, gọi là trùng hợp. Tại vì hai con đều là 10.000 cây thôi, cho nên mình dồn lại mình chờ để mình quay clip cho anh em xem. Đây có một con Bseed 2022 đời mới. Hình như con này á, là khách qua đổi xe bên mình. Nhưng mà con này á, giá mới nó hình như chín mấy triệu, tại bản này bản ABS 90 mấy triệu. Nhưng mà mình đổi xe với khách á, xe này chỉ có 6 mấy triệu thôi. Anh em nào thích để cho anh em chốt cái giá 68 triệu ha. Xe rất đẹp ha, xe còn mới luôn, mua tại Minh Long. Rồi, còn em này em CB300 cũng ngay chủ luôn. Em này đi 10.000 cây còn rất là mới. Bây giờ mình nói con nào trước? Bây giờ mình nói con BCX trước đi, để mình lấy cái cà vẹt. Em quay gần con BCX cho anh em xem. Thì con này là con đời mới và chủ mua cũng rất là mới. Hai chìa khóa đầy đủ, người ta mới mua thôi anh em. Mới mua gần năm. Nó đây. 20 tháng 1 2022. Đó, một chủ đập thùng luôn. Bây giờ mở đèn led cho anh em coi. Thì con này thì rất là thoải mái ha. Giá đó là đã bao gồm rút hồ sơ cho anh em ha. Xe này xe biển số thành phố. Đó, đây là cái đèn của nó. Ngồi con này rất là thoải mái. Em có thể quay vào cái cụm đồng hồ đèn led thôi. Đèn led đây nè. Đây nè, đồng hồ nè. Thì ở trên đây là có báo xăng nè. Đó, báo xăng rồi giờ giấc rồi này nọ. Rất là đẹp ha, đẹp hơn mấy con đời cũ nhiều. Đó. Con này ngồi rất là thoải mái, chở người yêu, chở vợ đồ rất là ok anh em. Anh em có tuổi ngồi rồi ok, mấy sáu ngồi là đẹp. Tại con này khách đổi xe mình thấy đẹp quá nên mình đổi cho khách luôn. Là khách đem tay ga tới, khách đổi một cái con mô tô khác. Xe này đảm bảo anh em là máy zin, ô đô zin, xe là sơn zin luôn nha. Xe này chưa có dặm tuốt gì hết. Chỉ có một số chỗ là nó chóc chày sơn xíu. Anh chủ xe nói là lúc lấy xe anh không có coi anh em. Lúc lấy xe là không có coi. Là mua xe từ hãng là nó có những vết chày đó rồi. Đó, còn ảnh về là ảnh giữ rất là kỹ. Xe là màu nguyên zin luôn. Cái con này đó là chưa có dặm tuốt nè. Chưa có, nói chung là nguyên zin ảnh mua á. Hình như cái màu này là mắc hơn. Rồi, cái này cho anh em coi cái cốp nè. Này chở người sao rất là thoải mái. Đây là hai kính còn đủ. Cốp rất là rộng nè, to. Đồ nghề còn luôn nha anh em, đồ nghề theo xe là còn đầy đủ. Chung xe còn rất là mới. Rồi cái con này mở xăng nè, chỉ anh em mở xăng nè. Nó lạ chỗ này nè. Mở xăng đúng không? Mở xăng nè là anh em phải kéo lên, đẩy lên xíu. Đẩy lên xíu vậy nè. Bấm nút đẩy. Đó, là vậy nè. Nó nở bung lên. Anh em nhớ nha. Đó. Bấm nút nè, đẩy lên xíu. Cái tay mình nó hơi trơn, nó hơi ướt đó. Nhẹ nhàng thôi, đó. Đó, nó lạ hơn mấy con khác là chỗ đó. Để mình bỏ hồ sơ này ở trong xe luôn. Để anh em qua mua anh em dễ coi. Rồi cái con này có cái đặc biệt nữa là tay dắt nó nằm đây nè anh em, tay dắt nằm đây nè. Này tay dắt nằm đây dắt xe. Xe này như xe mới luôn ha anh em ha. Để mình cho anh em nghe tiếng máy xe. Lâu quá chưa review tay ga. Con này phải dựng chân chống mới đá được. Má mạnh ghê, đúng là 160 làm cái nhẹ. Nói chung mấy con này ok lắm nè, đi rất thoải mái, tối đi chơi đi dạo rồi. Cái ghi đông của nó giống như mấy con xe touring này anh em. Mấy con xe mà mô tô touring á, ngồi rất là đã. Con này đảm bảo anh em đi phượt thì phê à. Con này đi xa đi về quê, Tết này là anh em nào mua đi về quê là hả tuyệt vời luôn ha. Mình thấy ở những cửa hàng khác người ta vẫn đang bán 70 mấy 80 mấy luôn anh em, xe cũ á, xe lướt á. Mà không biết thì chất lượng xe thì cũng chưa biết ha. Còn cái này xe mình thu ngay chủ
chất lượng xe tuyệt vời rồi, đảm bảo được cho anh em những số cái như là sơn zin, tem zin, máy zin đồ, bảo hành còn đầy đủ nè anh em nè. Coi cái vỏ nè, cái vỏ vẫn còn mới luôn, như cái lúc mà mới mua xe luôn anh em. Anh em soi cho anh biết sơn, nước sơn zin, nước sơn này khó dặm nè, có mấy chỗ chày chày là anh nói là lúc mua xe là có rồi, nó chấm nhẹ nhẹ là lúc mua xe là nó có rồi anh em. Nhưng mà mình mua xe cũ mà thì mình cũng chấp nhận được, nhưng mà anh nói anh mua xe mới anh không kiểm tra, anh tin tưởng cái chỗ mua xe mới rồi mua về rồi phàn nàn ai nữa anh em. Mua về phàn nàn ai nữa, mình nghĩ là mấy con xe này do nó bự quá. Nó bự quá trong lúc mà hãng người ta vận chuyển á. Cái nó xước xước mà không sao. Giờ mình mua là thành xe cũ rồi, rẻ hơn xe mới rồi, gần 30 triệu luôn anh em, tiết kiệm được cho vợ thêm một con Vision nữa. Đó, thì con xe này rất mới rồi, không có gì để nói nữa. Anh em nào thích thì cứ liên hệ cho mình. À, số điện thoại là 0916640653 hoặc qua trực tiếp shop xe của mình, 106 Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6 ha anh em ha. Xe quá trời, nó có HTC Control đó nè. Đó, công nghệ nhiều nha, công nghệ nhiều hơn mấy con xe cũ nha anh em. Xe này có rất là nhiều công nghệ nên bây giờ giá nó mắc nha. Nó mắc như SH vậy đó. Rồi, tiếp theo là em CB300. CB300 này có lên một số đồ chơi nè, vỏ thì mới tinh, xe này đảm bảo anh em máy zin rồi sơn zin rồi đi cho sướng nè. Tay nè lên cặp kính rất là cá tính, em thấy cặp kính nè, cặp kính rất là đẹp đó. Rồi xe này là có chống đổ nè, đó bảo vệ các nước nè, đồ chơi đầy đủ ha. Rồi có cái ba ga để đi phượt sau nè, nó đầy đủ đồ anh em chơi là anh em yên tâm. Con này biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn. Biển số thành phố Hồ Chí Minh là rút hồ sơ rất là nhanh nha anh em, không có phải chần chừ gì, chỉ có biển tỉnh thì nó hơi lâu thôi. Cho anh em nghe tiếng bô con này thì nó xe zin thì nó cũng chả có gì đặc biệt. Cục máy là mới tinh luôn, nói chung xe mấy xe này xe mới xe lướt mà anh em chơi là đã luôn, chơi Tết là đẹp luôn ha, ngon luôn á. Nước sơn nè, sơn Honda màu đỏ rồi, đẹp tuyệt vời luôn, quá đã luôn, không có điểm trừ luôn. Xe này đồ zin còn đầy đủ luôn nha anh em, người ta lên kính á, người ta tùy chủ anh em, chủ người ta kỹ á thì người ta giữ lại cho mình thì mình bán anh em mình đưa hết nè. Đây cặp gù zin của theo xe, cặp kính zin để theo xe đó. Tại anh em lắp cái cặp kính này thì anh em không có thể lắp được cái gù zin vô được nữa, cho nên mặt kính này đẹp thật, công nhận cái kính này lên con CB này đẹp thật anh em. Hai chì đầy đủ luôn, về bữa chủ đem qua ăn chì nữa. Rồi anh bán anh em 80 mấy triệu thôi nha anh em. Anh em nhiệt tình thì 8x. Anh em nhiệt tình ok thì mình để giá tốt, còn anh em bình thường thì mình để giá bình thường thôi. Mình thấy con này thị trường cũng mà xe đẹp cái gì cũng bán tầm 89 91 triệu nha, nhưng mà bán thấp hơn vậy luôn nha anh em. Thấp hơn anh cho anh em mấy triệu bạc luôn. Cho anh em về chơi. Đó, mấy xe này là do khách người ta đổi xe lớn, hôm bữa anh em thấy ở đây có một con Z8, Z9 mà ta lên CC người ta lấy hết rồi. Giờ chỉ còn con Z1000 thôi là anh em biết rồi. Giờ còn mấy xe nhỏ là ta lên CC. Đó, xe này ta lỗ mấy chục triệu rồi anh em. Như con này nè, lỗ 30 triệu. Anh em nào mà ra hãng mua mới đây khỏi tầm 90 mấy triệu. Bản này là bản ABS. Màu này màu mắc tiền rồi anh em. ABS màu mắc tiền 160. Thì tính ra 160 thì con này dung tích máy nó theo mình biết là 157cc. Là ta làm tròn là 160 anh em. Con này nhiều công nghệ, đi xa đi phượt là tuyệt vời. Đó một chiếc tay ga Honda, đi con này biết chừng nào mới hư anh em. Anh em mà không mua tôi để là tôi chạy luôn á. Quá ngon, quá tuyệt vời luôn á. Đó, hai con xe này cho anh em chơi Tết. Anh em nào mới gia nhập, mới chơi thì liên hệ cho mình. Thì con CB300 này cũng tiết kiệm. Con này là tiết kiệm nhất trong các dòng 300 phân khối nha anh em nha. Đó, con này tiết kiệm nhất trong dòng 300 khối, tại vì nó có một máy thôi, nó tiết kiệm xăng, kiệm nhớt, nó cũng tiết kiệm. Còn con này thì mình chưa có trải nghiệm được nhiều, nhưng mà thì xe của Honda mình nghĩ là nó chung cục máy với lại SH160 anh em. Rồi chỉ là khác cái dàn áo, cái xe này nó ngồi thoải mái hơn là con SH nha anh em. Khẳng định anh em nào đã chạy rồi thì anh em sẽ biết con BCX này ngồi thoải mái hơn con SH rất là nhiều. Đi xa cũng sướng hơn rất là nhiều so với SH nha anh em nha. Mấy anh em mà cỡ tuổi mình hay là hơn xíu mà mua mấy con này chạy là đẹp tuyệt vời luôn ha. Tiết kiệm, nó tiết kiệm thì cũng giống như SH160 thôi, thì nó chung á, mình nghĩ là nó chung hết á. Đó, Honda người ta làm tiết kiệm lắm, nhưng mà cái kiểu dáng này kiểu dáng đi để dành đi phượt đi xa luôn á, đi rất là thoải mái, ngồi đó giống như là anh em đang ngồi trên một cái ghế sofa rồi đó. Cái này là mình chia sẻ thật lòng,
mình trải nghiệm, mình chạy thử, mình chia sẻ, chứ không phải là mình bán cái xe đó là mình nói xe đó. Mình cũng lâu lâu mình cũng có về chia thắt anh em đó, lâu lâu cũng có chia thắt đó, nhưng mà con này ngồi thoải mái ở SH là nó sang, con này thì ngồi đi phượt xa, đi chơi, ngồi giống như anh em ngồi ghế salon vậy đó, kể cả cái yên. Khẳng định anh em luôn, kể cái yên nè, cái yên nó làm vẫn ngon hơn, quay gần cái yên nè, cái yên nó làm vẫn ngon hơn cái yên của SH nha. Cái yên này ngồi rất là đã luôn, rất là y như ghế nệm vậy đó, ngồi đi xa là tuyệt vời. Mùa Tết này anh em mà mua đi về quê là bá cháy luôn nha. Con này khác gì xe mới nè, đó, còn nè, đầy đủ luôn đó. Anh em nào thích thì cứ liên hệ mình ha. Rồi ok, vậy cũng hết clip rồi, cũng không biết cái nói gì hơn, tại vì xe quá đẹp, quá tuyệt vời rồi. Anh em nào thích cứ alo hoặc qua tận shop mình để mua xe, thì bên mình có nhận giao lưu, trao đổi mọi loại xe luôn nha anh em. Cứ xe đẹp là mình dứt thôi, xe đẹp là dứt thôi, dễ gì không dứt. Rồi anh em đi chán sau này mình quay đầu, có mua lại cho anh em luôn, hỗ trợ quay đầu luôn. Nhưng mà xe đẹp nha, xe đẹp là mình dứt hết cho anh em. Rồi ok, chúc anh em thiệt là nhiều sức khỏe nha. Anh em chúc anh em sức khỏe, rồi mấy ngày cuối năm là anh em ráng làm nhiều tiền để có tiền rồi ghé mình mua xe, rồi mua sắm cho gia đình nha anh em. Rồi ok anh em ha.